Hai nhóm nhạc nữ tân binh là Baby Monster và Elite là hai cái tên đang khuấy đảo thị trường K-pop, lập nên hàng loạt kỷ lục mới. Chính vì sự cạnh tranh này mà fan hai bên không tránh những tranh cãi, chuyên gia âm nhạc phải vào cuộc. Cuộc đua khốc liệt giữa các nhóm nhạc nữ K-pop vừa được hâm nóng với màn ra mắt ấn tượng của Elite và Baby Monster. Cả hai tân binh đều phá vỡ các kỷ lục trước đó về doanh thu album debut. Elite mở màn với Super Real Me bán được 380.000 bản trong tuần đầu tiên sau khi phát hành vào tháng trước. Tuy nhiên, kỷ lục này nhanh chóng bị Baby Monster vượt qua. Album cùng tên của nhóm bán được 401.000 bản chỉ trong 7 ngày, vượt qua kỷ lục 311.000 bản của NewJeans cách đây 2 năm. Cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở doanh số, đây còn là sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, YB, hậu thuẫn Elite và YG Entertainment đứng sau Baby Monster. Thêm vào đó, mỗi nhóm được đích thân lãnh đạo của công ty chủ quản sản xuất, lần lượt là Bang Si-hyuk của YB và Jang Hyun-suk của YG, biến cuộc so tài này thành màn chạm trán nảy lửa của những ông lớn K-pop. Mặc dù Baby Monster chiếm ưu thế về doanh số album và lượt xem YouTube, nhưng Elite lại tạo được dấu ấn đáng kể trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Các khúc debut Magnetic của họ đứng đầu các bảng xếp hạng trên chuột sâu của SBS MTV và bảng xếp hạng hàng ngày của Melon, cho thấy sức hút nội địa mạnh mẽ. Ngược lại, các bài hát của Baby Monster chưa đạt được thành tích tương tự trên các bảng xếp hạng trong nước, mặc dù sức hút trên YouTube vẫn vững chắc. Đối với các chuyên gia âm nhạc Hàn Quốc, họ không quan tâm tới thành tích của hai nhóm mà chỉ quan tâm tới chất lượng của album đầu tay, và sự thật là cả hai album từ hai nhóm nhạc nữ K-pop đều nhận về phản ứng khá thờ ơ của giới chuyên môn. Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-jun nhận xét cả YB và YG đều là những công ty đại diện cho K-pop nhưng đều có phần đáng thất vọng. Trong khi đó, Kim Do-hyeon dành lời khen cho âm nhạc của Elite nhưng vẫn chỉ ra rằng album của cả hai nhóm nhạc đều chưa đạt tới sự mong chờ. Elite và Baby Monster thường được so sánh với những đàn chị cùng công ty, lần lượt là NewJeans và Blackpink. Lim Hee-jun lưu ý, Elite dường như đang nhắm đến đối tượng khán giả tiền thiếu niên và đầu thiếu niên, tiếp nối concept của NewJeans. Mặt khác, Young Min-jae cho rằng Elite có những khác biệt đáng kể so với NewJeans về chi tiết và cách phát triển bài hát, âm nhạc của họ kết hợp nhiều yếu tố của nhạc pop đại chúng hơn. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều bị so sánh với các nhóm tiền bối cùng công ty, chẳng hạn như Elite bị so sánh với NewJeans và Baby Monster bị so sánh với Blackpink. Cho tới thời điểm này, cả hai nhóm vẫn mang đậm bản sắc của công ty, nhưng với YB, họ đang phát triển một cách tích cực cho nhóm nhạc mới của mình, còn nhóm nhạc em gái Blackpink vẫn đang bị YG đào tạo theo cách bảo thủ quá mức. Dự đoán về sự thành công, các chuyên gia cho rằng nhóm của YG có thể nổi tiếng trên phạm vi quốc tế, nhưng Elite lại được công nhận nhiều hơn tại Hàn Quốc do biết nắm bắt xu hướng của giới trẻ. Nhìn chung, hai nhóm nhạc nữ thế hệ mới đều đang được ngành công nghiệp K-pop quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể dự đoán được nhóm nào sẽ chiếm được đông đảo cảm tình của khán giả trong tương lai.